Tụi bay có nghe nó nói gì không? Nó đang khẩn thiết gian xin tao. Bắt nó quỳ xuống chứ lỡ đại ca. Chưa đâu, mày phải chui qua háng của tao. Đại ca, nhanh lên. Làm đi, làm đi mày nhìn vậy. Nhanh lên nè. Nhanh lên coi. Mày nhìn gì? Đại ca, lo lại đi. Nhanh lên. Nhanh. Làm gì? Làm đi. Sao? Có thấy ngứa tay ngứa chân gì không? Ở đây không có đất dụng võ để mày làm anh hùng. Mày khó chịu lắm phải không? Tôi còn không đủ sức để bảo vệ cho mình. Sức đâu ra mà lo cho người khác. Ủa? Mày bắt đầu hiểu chuyện rồi đó. Tôi và mọi người sẽ làm gì cực lực cho ông. Chỉ xin ông nói với tụi đàn em giùm, đừng đánh đập tụi tôi nữa. Mày không được quyền yêu cầu bất cứ chuyện gì ở đây. Lo làm việc cho tốt đi. Lơ là tụi nó đánh ráng chịu. Tôi không yêu cầu. Tôi khẩn thiết van xin ông. Chúng tôi đã kiệt sức vì làm việc suốt ngày đêm rồi. Nếu còn bị đánh đập chúng tôi sẽ gục ngã. Ai sẽ làm việc cho ông? Tụi bay có nghe nó nói gì không? Nó đang khẩn thiết van xin tao. Bắt nó quỳ xuống chứ lỡ đại ca. Quỳ đi. Mày có nghe đàn em của tao yêu cầu gì không? Mày quỳ xuống, tao sẽ chấp nhận yêu cầu của mày. Chưa đâu, mày phải chui qua háng của tao. Ông đừng làm nhục tôi nữa. Tôi đã chấp nhận quỳ gối với chân ông rồi mà. Bây giờ mày chui không? Chui không? Dừng lại, tôi làm. Nhìn lên mày. Đứa con trai của bà ơi, con có nhìn thấy kẻ thù của con chui qua hai chân của ba không? Bà sỉ nhục nó là để trả thù cho con đó. Ê, ngoan lắm cho con. Rồi tao sẽ có món quà bất ngờ cho mày.
Nhanh lên đi. Đi lại đi. Đi lên. Lê mày. Đi lại lên mấy chó. Đi lên. Thằng kia mày đứng lên. Đứng lên. Đại ca kêu mày đứng. Nghe không mày? Đứng đâu hả? Đứng lên. Mày muốn chết hay muốn sống? Tôi muốn sống. Muốn sống thì phải nghe lời tao. Đừng có chống đối, dù là hành động nhỏ. Tao cho mày chết liền, hiểu không? Cởi trói cho nó. Dạ. Còn mày, coi chỉ cho nó làm. Nghe nghe, mấy thằng kia, tụi bay có miệng mà. Còn mày nữa, mày coi chừng tao cắt cái lưỡi của mày nghe mày. Biết. Nè, phát cơm cho tụi nó. Thằng nào ăn cơm thì phát cơm. Dạ. Thằng nào không ăn cơm thì cho nhà trắng. Cơm đi. Nè, ăn đi. Chị ra. Qua tới lấy đi. Còn Nga tới nhận nữa nha. Nè mày. Nè. Mày nữa. Tao cho thời gian tụi bay một tiếng. Dạ dạ. Lẹ lên nghe chưa. Dạ. Vô. Lẹ đánh mày. Nè. Ăn đi mày. Mình phải ăn, ăn để sống và thoát ra khỏi nơi này. Khổ mấy, mình cũng cố gắng chịu đựng được. Chỉ thương mọi người ở nhà lo lắng cho mình. Không biết má bây giờ có ổn không. Trúc Trà, Kỳ Quy, chắc họ đang rất lo lắng cho mình. Còn Chiều Dương, em có biết mình đang gặp nguy hiểm không? Lợi lộc nào cũng có cái giá của nó. Sao em lại đi vào con đường này? Sự việc diễn tiến bất thường. Một người mất tích còn chưa lần ra manh mối. Đây lại thêm một người được cho là mất tích trên địa bàn của chúng ta. Tôi thật là đau đầu. Hai người mất tích có liên quan mật thiết với nhau. Cả hai cùng làm chung một công ty, lại có quan hệ họ hàng trong gia đình. Phải đặt giả thuyết có ai đó nhắm vào họ với nhiều lý do, tư thù hay là cạnh tranh trong làm ăn. Theo thông tin có được thì ngoài Duy Kha ra, ở đây không có ai thù ghét hay cạnh tranh trong công việc làm ăn với Võ Hiếu và Kỳ Quý. Cho nên tôi vẫn cho trinh sát bám theo nhân vật tình nghi số 1 của vụ án này. Mời đồng chí. Trong khi điều tra, chúng tôi được biết vào chiều hôm anh Quý bị mất tích, có một vài người đã thấy anh ấy chạy xe lên đồi Trà. Vậy chiếc xe chạy đi đâu sau khi lên đồi Trà? Vì trên đồi Trà có rất nhiều ngã rẽ, cho nên việc xác định chiếc xe chạy về hướng nào vào lúc sẩm tối rất là khó. Rất tiếc là khu vực này không có camera an ninh. Hai người biến mất ngay trên địa bàn của mình, thật không thể nào mà tin được. Bọn này coi thường pháp luật quá rồi. Chúng ta vẫn tiếp tục tung các trinh sát đi điều tra nắm thông tin, đồng thời đăng tải lên báo truy tìm hai chiếc xe của nạn nhân mất tích.
Tôi muốn các đồng chí cử người giám sát nhà máy của ông Duy Kha. Nhất cử nhất động của ông ấy đều phải được báo cáo đầy đủ. Vậy đồng chí Đạt, cử vài đồng chí có kinh nghiệm đánh án phụ trách khu vực này cho tôi. Rõ. Trong mấy ngày qua tôi theo dõi ông ta, và tôi phát hiện ra bên cạnh ông ta có rất nhiều đàn em là tay chân bảo vệ vòng ngoài cho ông ta, cho nên chúng ta tiếp cận rất là khó. Trước mắt chúng ta chỉ cần giám sát từ xa mọi hoạt động của nhà máy cũng như căn nhà của ông ta đang ở. Nếu thấy có người lạ mặt xuất hiện hay những chuyến xe bất thường, lập tức sẽ xin lệnh khám xét. Các đồng chí, vụ án này rất nghiêm trọng, những hai mạng người. Nếu chúng ta không kịp tung quân phá án nhanh, hậu quả sẽ rất khó lường. Yêu cầu toàn đội trực chiến 24/24. Các đồng chí triển khai nhanh, lên kế hoạch cụ thể và làm việc khẩn trương. Tôi sẽ xin cấp trên điều thêm quân xuống hỗ trợ. Rõ. Tôi sẽ đến nhà máy trà Tàu Đỏ. Anh có cần tôi đi cùng không? Không cần, anh cứ trực ở đây. Có thông tin gì báo cáo cho tôi điền nghe. Dạ. Đại ca, tình hình nhà máy sao rồi? Dạ, đại ca, em đã làm theo đúng lời của đại ca dặn. Xe tải vừa xuống hàng, em đưa vào bãi gửi tạm, chỉ giữ lại có 2 chiếc. Còn đám đàn em ở trên đó, em cho tụi nó tạm lánh về quê hết rồi. Ừ, vẫn phải giữ nhà máy hoạt động bình thường ở bên trên, không cho công nhân làm tăng ca. Khi nào hàng đi tiếp thì mới cho đàn em giả bộ tăng ca ban đêm. Dạ, em đã làm việc với thằng quản đốc. Đại ca thiệt là sáng suốt, không cho nó biết chuyện làm ăn bí mật của mình, cho nên nó không hề bị động. Công an có tới cũng không hề lo lắng. Chứ mày tưởng tao ngu khi bỏ tiền ra thuê một thằng có bằng đại học chỉ để một ngày làm 8 tiếng đồng hồ thôi sao? Dạ. Nó chính là vỏ bọc của nhà máy này đó. Còn chuyện điều hành dưới hầm á, đại ca yên tâm, em đã giao cho thằng Mảnh rồi. Trời, thằng nó sát thủ lắm. Thằng Quý đã ra làm việc chưa? Nó có phản kháng gì không? Định phải bình yên, anh phải quay về với em nha anh. Em thực sự không biết sẽ đi tìm hai anh ở đâu, nhưng em vẫn đi. Má. Con, má sắp xếp đồ xong chưa? Con phụ má nha. Má chưa sắp xếp gì được hết đó con ơi. Nhìn nhà cửa như vậy mà má con mình bỏ đi, má cũng không đành lòng. Mà ngồi ở nhà giữ nhà thì má sốt ruột cũng không có yên nè. Má, mình đi á, vẫn có cô hai phụ coi nhà mà má. Đành rằng có cô hai của qua đây của ngó nhà rồi, nhưng mà lần này hai má con mình đi á, không biết chừng nào mới quay lại đây. Rồi ai á lo bàn thờ, thắp nhang cúng kiến cho ông bà đây? À, hay là con gọi điện cho Út Mất hỏi thăm tình hình trên đó sao con? Má muốn hỏi tình hình của hai anh hay là tình hình của công ty? Cả hai. Má lo tính mạng của hai đứa, nhưng mà rồi công việc má không biết tính sao đây. Dạ, ảnh nói công an có vô nhà máy điều tra ngày hôm qua, có kiểm tra văn phòng của anh Hiếu và anh Quý, với lại gặp một số công nhân để lấy lời khai. Vậy hả con? Dạ. Trời, chắc công nhân người ta hoang mang lắm đây. Hiện giờ ở nhà máy thì anh Út Mót vẫn duy trì hoạt động, còn ở trên Sài Gòn thì mấy anh chị cũng đang cố gắng làm việc, nhưng mà không có sự chỉ đạo của hai anh. Con không biết
công ty đứng vững được bao lâu nữa. À con, má tính vậy, hai má con mình lên tới nơi gặp mọi người ở trong công ty, coi họ có dự định gì. Chắc chắn là thông tin hai anh con mất tích đã tới tai họ rồi. À, sau đó thì sao hả má? Còn với má, không biết chút gì về công việc ở công ty hết. Bây giờ giải thể thì không được, mà duy trì thì không biết bắt đầu từ đâu. Con, má nghĩ là mình nên gặp mọi người đi, rồi tính sao. Nếu công ty có người tốt, tâm huyết muốn ở lại làm việc, hy vọng hai anh con sớm quay về, thì mình sẽ vẫn giữ công ty. Nếu không thì chắc đóng cửa chứ biết làm gì. Con hy vọng là hai anh sẽ quay về trong nay mai. Đêm nào nằm ngủ con cũng mơ thấy anh Hiếu với anh Quý lái xe về thăm hai má con mình. Má đêm nào cũng thắp nhang cầu xin trời Phật, ông bà phù hộ cho ba đứa nó. Con đang suy nghĩ gì vậy? Con nghĩ đến mẹ chồng con. Không biết con nên cho mẹ con biết anh Quý mất tích không hả má? Má cũng không biết nữa. Cho bà biết thì cũng dở, mà không cho bà biết thì cũng không xong. Trúc Trà đâu? Mau ra đây cho tôi gặp coi. Trúc Trà. Hình như ai gọi con á? Hình như là giọng mẹ con. Dạ chào chị Xui. Dạ con chào mẹ. Khỏi chào, tôi không có dám nhận là mẹ của cô. Chị à, mời chị vô nhà uống nước, rồi muốn nói gì thì nói. Không có nước nôi gì hết. Kêu thằng Quý ra đây gặp tôi nhanh lên. Chị à, chị vô nhà đi. Chứ mình đứng ở ngoài này á, hàng xóm người ta nhìn vô người ta tưởng Xui gia cãi nhau. Tôi mặc kệ, tôi không có quan tâm. Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Má con chị bày mưu tính kế để con trai của tôi không quan tâm tới tôi đúng không? Không phải như vậy đâu chị Xui. Chị còn chối nữa hả? Bây giờ nó chặn điện thoại của tôi không liên lạc được với nó. Mấy người giấu nó ở đâu? Kêu nó ra đây gặp tôi mau lên. Mẹ. Quý ơi, Quý, con mau ra đây gặp mẹ nhanh lên. Sao con có thể đối xử với mẹ như vậy hả? Mẹ. Thằng Quý không có ở đây. Chị có thấy mình quá đáng lắm không? Tới nhà Xui gia mà la hét sùm. Tới bên nhà tôi còn nghe nữa kìa. Nghe thì đã sao? Tôi mặc kệ. Tôi đến đây là để tìm con trai của tôi liên quan gì đến mọi người. Chị đang đứng trên đất nhà của người ta mà la hét sùm vậy, mà nói không liên quan hả? Cô Hai ơi, cô Hai, cô đừng lớn tiếng với mẹ con mà cô. Mắc cái gì mà con nhỏ nhẹ với cái hạng người này. Chị có má con bay á, nhịn bả thôi. Còn cô hả, mắc cái gì nhịn bả chứ. Không nhịn tôi thì chị làm cái gì được tôi? Chị Xui à, hai người mỗi người nhìn một tiếng giùm cái. Thôi mà cô Hai. Thằng Quý đâu? Thằng Quý đâu? Mau ra đây coi. Mày ra đây mà coi nè. Cả chồng cả họ nhà vợ của mày đang ăn hiếp tao nè. Thằng Quý đâu? Nè chị à, chị có la khang họng á thì thằng Quý nó cũng không xuất hiện đâu. Nó mất tích một tuần rồi. Chị Hai. Cô Hai. Chị vừa nói cái gì? Chị vừa nói cái gì? Chị mới vừa bịa chuyện gì kinh khủng vậy hả? Thì chị à, chị. Cô Hai à, sao cô lại nói ra lời? Chị Hai không có bịa chuyện đâu. Sự thật là thằng Quý. Thằng Quý. Thằng Quý nó bị cái gì? Thằng Quý bị mất tích hơn một tuần nay mà không ai liên lạc được với nó. Chị ơi, chị. Mẹ. Chị ơi. Mẹ ơi. Chị ơi. Mẹ. Chị ơi. Mẹ ơi. Chị ơi. Mẹ. Chị ơi, mẹ bình tĩnh lại đi chị ơi. Chị ơi. Trời ơi là trời.
Lẹ đi, mau lên, lẹ đi. Lẹ đi, tụi mày nữa. Vô trong, nhanh lên. Làm cái gì cũng chậm chạp. Chậm chạp. Mày mày á, lẹ lên. Nhanh lên. Lẹ lên mày. Này nè, khốn nạn. Mày đó, tao nói cho mày biết, ở đây mày đừng có xen chuyện người khác, biết không mày? Còn mày nữa, tại sao mày không nói luật lệ để cho nó biết? Hả? Tao cảnh cáo mày, nếu mà nó còn tái phạm, không những nó mà còn cả mạng chó của mày cũng bị bỏ đói nha mày. Dạ biết biết. Cầm hộ tao. Giỡn mặt với tao hả? Chết, chết hả? Tụi mày muốn chết hả? Tập trung đi. Còn lặp lại trọt khốn này một lần nữa, đừng trách tao nặng tay. Dạ em xin lỗi. Đây, tới nơi rồi. Đề phòng bọn chúng dở quẻ trong lúc đàm phán. Cho bọn người tản ra canh chừng đi. Mấy người tản ra, hai trái hai phải, bao dây điểm định. Ê, bên này. À, thằng mặt đen là tên cầm đầu băng nhóm Nigeria, thằng mập đứng bên cạnh là người Campuchia nhưng mà nói rành tiếng Việt. Như đã quyết định, hôm nay chúng ta gặp nhau để giao dịch. Người đại diện cho ông trùm của tôi đã tới. Ông ta nói muốn mua đất hàng ở khu vực này. Nói với ông chủ của cậu, chúng tôi không bán được. Đây là một trong những nơi cung cấp hàng quan trọng từ rất lâu của chúng tôi. Sao bà chưa tỉnh nữa? Hay đưa bà vô bệnh viện cấp cứu đi. Không sao đâu chị hai. Để chị xui chị nghỉ ngơi một chút đi. Chị tỉnh lại giờ á. Trúc Trà. Dạ. Con xuống pha ly nước chanh lên đi con. Dạ. Đưa đây con. Nhanh đi con. Kìa, bà đã tỉnh lại rồi. Chị xui. Bà Liên à. Chị tỉnh chưa chị? Sao tôi lại ở đây vậy? Chị qua tìm con trai chị, hay tin nó mất tích. Chị xỉu ngoài kia kìa. Báo hại chị em tôi khiêng bà vô đây nặng muốn chết luôn hả? Chị hai chai. Trời ơi, con trai của tôi. Tại sao con trai tôi mất tích vậy hả? Hay là mấy người lừa gạt chị tôi đây?
Chị Xui à, chị thông cái cảm bà... đi. Thiệt, cái chuyện này nó lớn vậy tôi không dám nói dối chị đâu. Mẹ, mẹ bình tĩnh uống miếng nước chanh đi. Tôi không cần cô quan tâm. Cũng vì cô mà nó bỏ đi, bây giờ nó mất tích luôn rồi. Sao bà hung dữ quá vậy? Chị Hai, chị Xui à, tôi cũng đáng đo lắm. Tôi sợ chị biết chuyện chị chịu không nổi nên tôi không có dám nói. Nó là con tôi đẻ ra nó, tôi phải được quyền biết những gì liên quan xảy ra với nó. Chuyện quan trọng như vậy tại sao mấy người lại không nói cho tôi biết hả? Xin lỗi chị Xui, đó là lỗi của tôi. Mẹ. Chị Xui. Mẹ ơi. Tại sao con tôi lại mất tích? Hay là mấy người âm mưu hãm hại, định chiếm đoạt tài sản hả? Trời ơi, khổ thân con tôi. Sao lại ra nông nổi này? Tại sao lại bỏ mẹ đi trước hả? Con ơi là con. Mẹ ơi. Tránh mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở lại nghỉ ngơi đi. Mẹ ra đường mẹ xỉu thì sao hả mẹ? Lỗi là thầy cô. Thầy bói nói cô là con hồ ly chín đuôi. Cô ở gần con trai tôi, cô hút hết nguyên khí của nó. Bây giờ nó xảy ra chuyện rồi, có vừa lòng chưa? Trúc Trà, con mặc kệ bà đi. Thứ gì ác miệng ác mồm, mở miệng ra toàn là những câu độc ác. Người như bà không đáng được con cháu chăm sóc đâu. Chị Hai à, con tôi mà có chuyện gì tôi không tha cho mấy người đâu. Rồi bà làm gì nhà tôi hả? Bà ngon, bà ngon bà làm gì nhà tôi nè? Bà ngon bà làm đi. Chị Hai, thử tôi coi. Chị Hai. Chọn đi. Một là trái chiến tranh, hai là hòa bình. Bình tĩnh. Đó là gì? Bước tới lụm lên mà xem. Bên anh nhận số kim cương này và giao lại khu vực này cho chúng tôi. Nếu không thì giao tranh sẽ xảy ra hàng ngày. Tôi không thể quyết định được chuyện này. Cho tôi vài phút để nói chuyện với ông chủ tôi. Không biết họ đã gặp bọn kia chưa? Chắc là rồi á. Trường Thịnh đã báo cho tôi là họ đã xuất phát từ lâu lắm rồi. Tôi nghe đây. Dạ, lão Bạch. Bọn họ đưa kim cương, muốn mua lại thị phần hàng của mình ở khu này. Kim cương? Là một túi kim cương nhỏ. Tôi không biết là thật hay là giả. Ừ. Chiêu Dương, cô kiểm tra được không? Tôi kiểm tra được. Trước tôi có xài kim cương mà. À, Chiêu Dương nói có thể kiểm tra được kim cương thật hay giả. Được, nói Chiêu Dương kiểm đi. Người của tôi có thể kiểm tra kim cương được không? Dạ, là kim cương thật. Trị giá bao nhiêu mà đòi thu mua đứt con đường đó? Số kim cương này trị giá bao nhiêu? Nếu tính theo Việt Nam, tầm 200 tỷ. 200 tỷ lão bạc? 200 tỷ, cũng nhiều. Nhưng mà so với nguồn lợi khổng lồ mà nguồn hàng này đem về cho tổ chức, cũng không nhiều. Tôi này rất cứng.
Nếu như chúng ta không thương lượng, chắc chắn sẽ đổ máu nhiều khi hàng về, thậm chí là mất trắng. Trước mắt cậu đồng ý với một điều kiện: họ nhận thành phẩm, còn chúng ta thu mua tiền chất để về sản xuất. Họ không được đụng đến nguồn hàng của chúng ta. Tôi biết rồi, tôi sẽ thương lượng. Ông chủ tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện. Nói đi. Bên anh sẽ được mua hàng thành phẩm từ heroin, ma túy đá, ma túy tổng hợp. Còn bên chúng tôi sẽ thu mua hàng tiền chế, không ai xâm phạm hàng ai. Không được lơ là. Kịch bản cướp lại hàng có thể xảy ra. Trúc Trà ơi, mau lên con. Xong chưa? Dạ con xong rồi, mình đi thôi má. Nhìn vỏ sách con má mới nhớ, má bỏ quên ở trong phòng. Trúc Trà ơi. Cô Hai. Vậy là hai má con tính đi luôn hả? Dạ, em phải đi thôi chị. Chứ ở đây mà em nghĩ quẩn, em sẽ điên mất. Thiệt tình tôi cũng không biết khuyên mà làm sao nữa. Ở nhà thì cũng không được, mà đi ra đường cũng không biết xoay sở làm sao. Thiệt tôi lo quá. Chị đừng có lo cho em nhiều. Em đã có Trúc Trà bên cạnh rồi. Hai mẹ con em sẽ nương nhau trong những ngày sắp tới. Thật Hiếu với thật Quý bây giờ không biết nó sống chết ra sao nữa. Hai má còn có đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Làm gì thì làm, nhớ về với chị nghe chưa? Em biết rồi. Chị Hai, chị ở nhà trông coi bàn thờ hương khói của ông bà giùm em, coi ngó nhà cửa lúc em đi vắng. Chuyện gì chứ chuyện đó mợ đừng có lo. Ban ngày thì tôi không nói, chứ tối thì tôi cũng phải qua ngủ để coi chừng nhà chứ. Em cảm ơn chị. Trúc Trà. Dạ. Còn nhớ ngó chừng má con nghe chưa? Làm gì thì làm, ăn ngủ phải đúng giờ đúng giấc, bỏ bữa mà ngã bệnh là khổ nghe con. Dạ con biết rồi cô Hai. Cô Hai ở lại cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, cô phải khỏe để đợi hai má con bay về trả nhà nữa chứ. Xe tới rồi kìa, em đi nghe chị. Chị ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Thưa cô Hai, con đi. Nè, nhớ lên trển á, rồi hai má con á điện thoại về tôi thường xuyên nghe. Rồi em biết rồi. Chị đi. Em đi nghe chị. Con đi nha cô. Đừng lên tiếng, đừng lên tiếng. Sao không ngủ đi? Tôi xin lỗi nha. Anh giúp giùm tôi đi. Tại vì tôi muốn tìm một người bạn. Anh làm ơn giúp tôi nha. Chú có bạn đây sao? Bạn tôi mất tích trước tôi một tuần lễ rồi, nhưng mà tôi không biết chắc nó có trong đây hay không. Lúc làm gì tôi sợ bọn nó đánh, cho nên không dám nhìn ai hết. Tôi cũng thấy có vài người mới vô đây, không biết là có bạn của chú không nữa. Anh cũng thức rồi, anh giúp tôi chuyện này nữa nha.
tại chân tôi với chân anh á bị xích chung một sợi xích. Tôi chỉ muốn đi dạo một vòng để coi kỹ mặt coi có bạn tôi trong đây không. Anh đi cùng với tôi nha. Ừ được. Phòng giam này ra anh có biết còn phòng giam nào khác hay không? Tôi không biết nữa. Ngoài cái phòng này và chỗ làm việc ra tôi đâu có được đi đâu đâu mà biết. Xin lỗi nha, từ nãy giờ tôi quên hỏi tên anh. Anh tên gì vậy để tiện xưng hô? Tôi tên là Quý. Tôi tên là Tứ. Hay quá ha, tôi với anh Tứ Quý cũng có duyên thiệt đó, cùng nhau bị xích. Mà vì sao anh với mọi người bị giam ở đây vậy? Ở đây có hai loại. Một là dân nghiện, hai là dân cờ bạc. Con nghiện bị dụ dỗ lệ thuộc vào thuốc cho nên là bị dụ dỗ vào đây. Còn tôi ham cờ bạc, đâm ra nợ nần cho nên phải vô đây. Thôi chú ngủ đi. Ta phải di chuyển thật nhanh, chạy tới trại lúc trời chưa tối thì mới được an toàn. Anh em cứ đi, không được nghỉ mệt. Tôi đang lo sẽ có người phục kích chúng ta. Tôi không nghĩ một cuộc giao dịch lại kết thúc nhanh đến như vậy. Thank you.
mẹ vợ của Quý, mẹ ruột của Hiếu. Dạ, con là kế toán, con tên Đào ạ. Dạ, còn con là Liêm, trưởng phòng kinh doanh. Chào hai cháu. Bác ít lên công ty cho nên bác không biết mặt nhân viên, dù con trai bác là giám đốc ở đây. Con có gặp bác mấy lần ở phòng anh Hiếu rồi, con nhớ mặt bác mà. À vậy hả? Cho bác hỏi, công ty mình có hay chuyện của Quý và Hiếu chưa? Dạ, tụi con cũng mới biết chỉ vài ngày nay thôi. Vậy anh em công ty quyết định như sao? Cho bác biết đi. Dạ, tụi con cũng không biết tính sao hết bác. Trước mắt là mình cứ duy trì hoạt động của công ty thôi. Chị cho tôi hỏi, công ty bên mình có tất cả bao nhiêu nhân viên vậy chị? Dạ, công ty của mình có 20 nhân viên nằm ở các phòng ban. Chị có ở dưới nhà máy thì như xưởng mới đông thôi. Trên nhà máy thì có út mốt dòm ngó rồi. Ở dưới này anh em tụi con có quản được không? Dạ, tụi con thì việc ai người nấy làm. Quan trọng là ý thức của mỗi người thôi bác. Nhưng mà con tin là anh em cũng gắn bó với anh Hiếu, anh Quý cũng lâu rồi, cho nên là họ không có bỏ việc khi mà chưa có ý kiến của người nhà đâu. Tôi vẫn hy vọng là hai anh sẽ trở về, nên rất mong mấy anh chị ráng duy trì công việc nha. Nếu mà được bác với chị tin tưởng á, thì tụi con sẽ cố gắng hết sức mình. Hiện nay công nợ thu chi đều ghi chép rất rõ ràng. Em sẽ gửi mail cho chị để chị tham khảo nha. Tôi có biết gì đâu, sao tôi tham khảo được. Con cứ xem qua đi. Cái gì mà con không hiểu thì con cứ hỏi Đào. Ha. Hay là Liêm nè, Liêm giải thích cũng được. Không nắm 100% thì con cũng hiểu được 50 hay 60 gì đó. Dạ, con sẽ cố gắng. Tạm thời thì hai mẹ con của bác sẽ ở lại công ty cho tiện công việc. Dạ. Dạ, phòng của anh Hiếu với anh Quý ở trên lầu 4 á bác, nhưng mà không có chìa khóa để mở. Liêm, bác nhờ con á, con ra tiệm á, nhờ thợ mở khóa giùm bác được không? Dạ được, con đi liền. Cảm ơn con. Bác đợi con chút. Bác ơi. Mình có thông tin gì của hai anh không bác? Vẫn chưa có tin tức gì. Bác lo lắm con à. Bác nằm ở dưới quê không yên, nên lên đây đại coi sao. Công an có tới đây làm việc không vậy? Dạ có, công an có tới đây làm việc, rồi kiểm tra phòng của giám đốc và phó giám đốc ạ. Con nè, trong thời gian này á, bác sẽ làm phiền con rất nhiều á. Con thông cảm và giúp cho hai mẹ con bác nha. Dạ bác ơi, không sao đâu bác. Anh Hiếu với anh Quý á, lúc mà còn làm việc á, coi tụi con như người nhà vậy á. Bác á, cũng như mẹ của tụi con thôi. Con trai của bác nó luôn sống tử tế với mọi người. Không ngờ nó gặp đại nạn trong lúc này. Bác ơi, anh Hiếu là người tốt. Con nghĩ là dù anh đi đâu á, ơn trên cũng sẽ phù hộ cho ảnh thôi. Dạ, xin phép bác, xin phép chị con đi làm việc. Hết bà Chiêu Dương, tới bà Trúc Trà, đòi lên làm sếp của mình. Nằm mơ đi. Mình vì yêu anh Hiếu mà mất hết cả tuổi thanh xuân, sống như một nô lệ của tình yêu. Làm việc ở đây bao nhiêu năm trời cũng là vì Võ Hiếu. Mình sẽ lấy lại tất cả những công sức mà mình đã chôn ở đây. Con, tạm thời mẹ con mình cứ ở đây, từ từ rồi tính tiếp.
Dạ má. Con không biết những ngày sau này hai má con mình phải sống như thế nào nữa. Sẽ khó lắm đây. Nhưng dù sao thì mẹ con mình vẫn có nhau bên cạnh. Chị thương mấy anh con và cả Chiêu Dương nữa. Không biết bây giờ tụi nó lưu lạc phương nào. Thực sự con rất mệt. Con lo lắng lắm. Con không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mẹ con mình nương tựa vào nhau mà vượt qua cơn giông bão này nghe con. Đứng dậy, tao có chuyện muốn nói với mày. Mày có nghe đại ca tao nói cái gì không hả? Đứng lên, đứng lên. Mày không nghe đại ca tao nói cái gì hả? Sao? Giờ thì mày đã biết. Tao không chỉ đơn thuần là một ông chủ bán trà giống như mày. Tôi thật sự rất khâm phục ông. Tôi không ngờ ông lại dám làm những chuyện lớn như vậy. Mày nói mỉa tao hả? Không, tôi nói thật. Có mấy ai có được cái lá gan lớn như ông? Gan lớn? Mày biết lớn cỡ nào không? Tao sẵn sàng đạp đổ mọi thứ cản đường tao. Tất cả những thằng dám chống lại tao, đặc biệt là những thằng như mày. Tôi đã thua ông. Thua? Chưa đâu. Tao sẽ cho mày thua trong tâm phục khẩu phục. Mày phải thua trong đau đớn tận cùng. Cho đến khi nào mày ước gì được đi theo con trai tao, tao sẽ cho mày một bất ngờ thú vị. Đưa nó qua phòng làm việc. Đi. Đi. Làm việc đi. Làm gì? Mẹ tụi bay. Làm gì? Sao? Tao đã nói là mày sẽ thích món quà này mà. Bắt tay nhau đi, ôm nhau đi. Hội ngộ mà, phải toại nguyện chứ. Đó, đây là đôi bạn cùng tiến. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Hãy chúc mừng cho họ đã gặp lại nhau tại đây. Nào. Chúc mừng nha. Tao biết là hai thằng bay có nhiều điều chia sẻ với nhau lắm phải không? Tao lệnh cho tụi bay giám sát chặt chẽ hai thằng này. Hễ đứa này xảy ra chuyện thì đánh thằng kia. Để coi hai thằng bay sẽ làm cái gì để giúp đỡ cho nhau. Qua đây. Đứng lên. Lại lên. Xin qua đây. Được. Lại đi. Thank you.
Mày chỉ nó làm, nó làm không xong tao đập mày trước đánh nó sau. Dạ 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 dạ. Đi, đi mày. Ê, mày đi đâu? Vô, đi vô. Xuống, xuống. Tập trung làm gì đi. Làm việc đi. Làm việc đi. Anh về rồi. Có tin tức gì mới không? Nước nè. Nè. Cảm ơn. Anh uống nước đi. Mọi người bị đụng độ hả? Vậy là thoát rồi. Thật là kinh khủng. Giống như là tụi mình vừa mới đi qua một cái vùng có chiến tranh vậy. Đây là một nhóm nhỏ của tụi Thái. Tụi nó rất ghét Việt Nam. Chỉ cần đụng mặt là tụi nó ra tay. Như vậy, ngoài nhóm Cam ra, mình còn đụng độ nhiều nhóm khác hả? Không. Mấy nhóm này thỉnh thoảng đi qua địa bàn của mình. Tụi nó đóng gần biên giới Thái. Đất Lào và Việt Nam gần như là của mình. Gần đây có tụi Cam muốn chiếm lãnh thổ của mình. Nhưng ông chủ đã bán thị trường cho bọn chúng. Tôi thật sự không hiểu chuyện này. Cắt đứt nguồn hàng, lấy đâu ra hàng cung cấp cho thị trường đây? Ông chủ định đổi nghề hả? Tôi hiểu lão bàn. Ông ta không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Cho tôi hỏi một câu, tại sao lão bàng lại chấp nhận bán nguồn hàng cho tụi Nigeria? Có thể chúng ta sẽ thu về một khoản tiền rất lớn, nhưng so với lại những lợi nhuận của từ khu tam giác vàng chẳng là bao nhiêu. Ông có nghĩ là nếu tôi dùng số tiền đó để mua một công thức sản xuất, rồi sản xuất với số lượng bao nhiêu tùy ý, thì tội gì chúng ta phải đổ máu để giành thị phần? Nếu thiếu người, chúng ta có thể bỏ tiền ra để tuyển thêm mà. Không, ông sai rồi. Cái đau đầu của tôi không phải là thiệt hại về người, mà là vì tiền. Ông cũng biết rằng những phi vụ cướp hàng trước đây của tôi tốn bao nhiêu mà. Tôi hiểu. Lão bàng tính toán rất kỹ trong những chuyện như thế này. Chúng ta tạm thời lùi một bước, nhưng khi tiến, sẽ tiến 10 bước. Tôi nghe anh ông chủ. Cậu đã về tới trại chưa? Chúng tôi vừa về tới. An toàn hết chứ? An toàn. Trước mắt, bộ ba của cậu chịu trách nhiệm về gói hàng, đảm bảo an toàn, đưa về cho tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng. Tạm thời, tôi án binh bất động với tụi Ni vì có nhiều lý do. Trước mắt, vì bọn chúng mạnh hơn chúng ta, đối đầu chỉ có thua thiệt mà thôi. Quan trọng nhất, bây giờ chúng ta phải tránh được những vụ cướp. Dạ, tôi hiểu. Khi đã có thỏa thuận, chúng ta mua tiền chất là chủ yếu, nhưng thành phẩm lại cho bọn đó. Đợi khi chúng ta mạnh lên rồi thì đánh bật lại giành địa bàn mấy hồi.
À, thì ra là vậy. Ông ấy vẫn chưa chịu lộ cờ. Sẽ có thay đổi trong lịch trình. Bộ ba của cậu ngày mai đưa hàng về ngay cho tôi. Vậy còn chương trình huấn luyện? Tôi sẽ cử một đội để đến huấn luyện sau. Cậu đưa máy cho tôi nói chuyện với Alu. Dạ. Ông chủ muốn nói chuyện với anh. Chuẩn bị lên đường. Ừ. Đại ca, đại ca. Nè. Đại ca kêu em. Tạm thời ông Kha sẽ không tới đây một thời gian. Mày nhớ coi nơi này cho tốt. Thằng nào cãi lệnh chống đối, đập chết mẹ nó cho tao. Dạ. Ủa mà đại ca. Cái gì? Khi làm xong việc á, mình giam chung hay là giam riêng đại ca? Cứ giao cho tụi kia. Nhớ canh chừng nó đó. Dạ, em biết rồi đại ca. Nè. Dạ. Hiện tại hàng không đưa đi được. Mày có lấy hàng á, cất vô phòng của Vũ Hiếu. Chừng nào chờ có lệnh thì xuất. Dạ. Tao đi à, có gì gọi tao. Dạ đại ca. Gì nữa? Đại ca, hơn tháng mai em chưa về thăm gia đình. Đại ca sắp xếp cho em nghỉ vài bữa. Mày hả mày? Tình hình rất là căng. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dạ dạ. Mà mày còn đi đâu? Dạ dạ. Vô làm việc. Dạ. Nhìn gì? Mình hỏi thêm khu này nữa nha má. Anh ơi, làm ơn cho hỏi có nhìn thấy người ở trong tấm hình này không ạ? Không, tôi không biết. Dạ đâu. Cảm ơn. Mình hỏi người kia đi má. Dạ xin lỗi, mình có nhìn thấy người trong tấm hình này không ạ? Người tôi cao cao, có thể bây giờ người đó dạ, em không biết có hơi chị. Khác một chút nhưng mà mình nhìn kỹ đi, có thấy không? Dạ tôi không biết đâu chị. Người nãy hả? Không thấy hả? Tôi không biết. Mình có chắc không vậy? Dạ. Chị có nhìn thấy không biết gì ơi? Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cậu. Qua bên kia coi con. Dạ. Cái gì vậy chị, cô? Cho tôi hỏi, chị có biết người trong hình không? Không biết. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ. Má ráng lên nha má. Tôi thấy ánh mắt của A Lú nhìn vào cái túi hàng rất lạ. Tôi nghĩ chúng ta nên đề phòng. Nghe nói ông ta là em họ của lão Bàng. Không lẽ ông ta dám tạo phản? 200 tỷ lần đó, cha mẹ còn bán đứng được, nói chi là anh em họ hàng. Nếu như mất gói hàng này thì chúng ta không thể nào về gặp lão Bàng. Nhưng nếu mất mạng, mọi thứ sẽ chấm hết. Vậy chúng ta không được cho ông ta biết ngày giờ xuất phát. Cậu nói đúng. Tôi nghĩ cậu nên có kế hoạch điều ông ta đi ra xa một chút. Sau đó chúng ta sẽ âm thầm lên đường. Ông ta ra kìa. Cô để ý tới hai tên thường xuyên ở bên cạnh gã. Còn tôi sẽ quan tâm tới gã. Tôi nghĩ gã sẽ không bao giờ rời mắt khỏi Trường Thịnh đâu. Vì túi hàng đang nằm trong tay của Trường Thịnh. Nếu nghi binh được, tôi và cô sẽ mang gói hàng đi trước một bước. Và hắn cứ nghĩ là Trường Thịnh giữ gói hàng đó. Đến khi chúng ta đi xa thì hắn sẽ mất cơ hội. Mình qua bên đó hỏi đi má. Đi con. Dạ. Chú ơi, chú làm ơn cho tôi hỏi thăm, chú có biết cái người ở trong hình này không chú? Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn. Cậu ơi, làm ơn cho tôi hỏi. Dạ anh ơi. Dạ. Làm ơn cho hỏi có thấy người giống tấm hình này không? Dạ. Không có hả? Đúng biết. Anh nhìn kỹ đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn cậu.
ổn lên con ơi. Mình đi hỏi thăm tiếp đi con. Chú ơi, chú có nhìn thấy người này không chú? Dạ, cảm ơn chú. Má, chắc má mệt rồi, mình qua kia ngồi đi má. Thế mình đi tìm chị như vậy không phải là cách hay đâu. Làm sao mình tìm được chị hả má? Biết đâu con, lỡ như có người nhìn thấy Chiêu Dương, họ sẽ chỉ cho mình biết chỗ ở của chị con. Con không muốn làm cho má thất vọng. Con cũng muốn đi tìm chị, nhưng mà mấy ngày rồi đâu có kết quả gì đâu má. Cố lên con. Mỗi ngày mình đi dài con đường, mình cứ hỏi tới, biết đâu mình hên á, gặp được người quen của Chiêu Dương thì sao. Nhưng mà bây giờ mình đâu biết chị sống như thế nào đâu, giàu hay là nghèo, hay là giao du với lại hạng người như thế nào. Rồi không có biết khu vực chị ở là ở đâu đâu. Làm sao mình tìm được chị hả má? Thì phải cố lên con. Nếu như con thấy mệt thì ngày mai con khỏi đi theo má nữa. Con cứ ở công ty mà nghỉ đi, để má đi một mình được rồi. Má, làm sao con để má đi một mình được? Lỡ má ngất xỉu thì làm sao? Con nói như vậy không phải là bàn ra, nhưng mà con nghĩ mình nên suy nghĩ kỹ, để khỏi mất công giải nắng dầm mưa mà không có kết quả. Má biết là má đang làm cái chuyện không đâu. Dễ gì mà tìm được Chiêu Dương ở giữa thành phố rộng lớn này. Không đi lang thang ngoài đường, không cho mình một chút hy vọng, thì má biết làm gì đây? Má, con nói điều này má đừng có giận thì con mới dám nói. Khờ quá, bây giờ chỉ còn có hai má con mình, má giận con làm gì chứ. Con nói đi. Chị Dương chỉ quyết định tự ra đi, nên con nghĩ cho đến bây giờ chị vẫn ổn. Chỉ có anh Hiếu với là anh Quý đột ngột mất tích, mình phải đi tìm hai ảnh chứ. Vậy là con không hiểu má rồi. Má cố tình đi tìm Chiêu Dương trong lúc này là có lý do hết. Nếu mình báo Chiêu Dương biết Hiếu và Quý mất tích, có thể Chiêu Dương sẽ đi tìm người cho mình. Nhưng mà làm sao má nghĩ là chị Chiêu Dương có thể tìm được hai anh? Bộ con quên là chị Chiêu Dương của con á, là người quan hệ rộng rãi. Nó lại là đứa thông minh, biết tính. Nếu không nói á, là đứa đa mưu túc trí. Nên má nghĩ chỉ có một mình Chiêu Dương mới tìm ra manh mối của Kỳ Quý và Võ Hiếu. Cũng có thể má nói đúng. Nhưng mà làm cách nào mình mới tìm ra được chị? Mình đi tiếp đi con, đừng từ bỏ hy vọng nha. Cũng tại con dở quá, con không có chơi mạng xã hội, con không có biết cách kết nối với cộng đồng mạng để mà nhờ người ta tìm được chị. Con nói câu này má mới nhớ nè. Hay là mình nhờ mấy đứa công ty đi con. Tụi nhỏ bây giờ nó rành công nghệ lắm, có thể là tụi nó sẽ làm được điều này. Đúng không con? Tụi nó còn đứng trước cửa, đừng vội. Anh Tử à, anh làm ơn giúp em.
Em muốn tới đằng kia nhưng mà xếp chung với anh rồi, em không đi được. Anh làm ơn giúp em nha. Mới nhìn là tôi biết nó là bạn của chú rồi. Dạ. Hiếu, Quỳ, mày có sao không? Tại sao mày lại ở đây? Tao đi kiếm mày rồi bị người Côn Kha bắt vô đây luôn. Mày ngu quá. Cái chuyện đi kiếm tao để công an lo. Mày đi kiếm làm gì để liên lụy? Mày nói gì kỳ vậy? Mày bị mất tích sao tao ngồi yên được? Họ đánh mày nhiều không? Mày có bị thương ở đâu không? Yên tâm đi, mấy ngày đầu á thì đánh nhiều, có lúc tao xỉu luôn. Nhưng giờ ra làm rồi, tao không sao hết. Tao đã làm khổ mày rồi, tao xin lỗi đã làm liên lụy tới mày. Mày lại nói câu đó nữa. Hiếu nè, mày có coi tao là anh em bạn bè của mày không mà nói câu đó? Giờ tao hỏi mày nè, nếu mà tao mất tích, mày có đi tìm kiếm tao không? Dĩ nhiên là có. Tao với mày còn hơn cả anh em ruột thịt. À, quên nữa, đây là anh Tứ. Ở đây tao cũng nhờ anh giúp tao nhiều lắm. Đây là bạn em anh. Chào anh. Chào em chú. Là Võ Hiếu, bạn của anh Quy. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cùng chung hoàn cảnh, giúp nhau được cái gì thì giúp. Chú cảm ơn làm cái gì? Dạ, anh nói đúng. Chúng ta bây giờ phải giúp đỡ lẫn nhau. Em thấy hoàn cảnh sinh hoạt ở đây quá tệ. Ở đây sống được ngày nào thì hay ngày đó, có khác nào ở địa ngục đâu. Cứ như vậy á, không biết tao với mày với tất cả mọi người cầm cự được bao lâu nữa. Ở đây không cho tắm rửa, ăn uống thì thiếu thốn, không chết vì bệnh thì cũng chết vì bị tra tấn và bỏ đói. Mọi người phải kiên cường lên, nhất định mình phải ra khỏi đây. Phải sống, phải ra khỏi đây. Đây là một cái hầm, không có lối thoát nào đâu. Đừng có hy vọng. Đừng từ bỏ hy vọng, đó là cú gánh cuối cùng. Nếu mất niềm tin, tất cả chúng ta sẽ chết. Nghe tao, bây giờ hai người về chỗ ngủ đi. Phải biết giữ sức, ngày mai mình sẽ nói chuyện tiếp. Mày nằm nghỉ đi. Chỉ kiểm tra lại camera đi. Dạ. Mọi thứ ổn, mình vào thôi anh. Để tôi kiểm tra lại thông tin lần cuối. Alo, xin báo cáo tình hình ở chốt 2. Chốt 2 trả lời, đại bàng vẫn đang ở trong ổ. Rõ. Nếu đại bàng rời ra khỏi ổ thì nhớ báo liền. Tình hình ở chốt 1 ổn. Ok. Chào anh. Chúng tôi á là thương gia ở Sài Gòn, muốn vô gặp ông Kha để đặt hàng. Giám đốc vẫn chưa tới. Không sao, chúng tôi vô gặp quản đốc cũng được, rồi ngồi đợi ông Kha tới. Chờ xíu, để tôi gọi quản đốc cho đã. Alo, quản đốc hả? Có người vào mua hàng, có cho vô không ạ? Anh đợi chút xíu, để tôi gọi điện cho giám đốc đã. Dạ dạ, ok tôi biết rồi ạ. Chờ xíu, quan đốc cũng đang liên hệ với sếp. Dạ, thưa giám đốc, có khách ở Sài Gòn lên liên hệ mua hàng. Giờ có thể tôi tiếp họ được không ạ? Được chứ. Anh có thay mặt tôi tiếp khách,
Hỏi là họ muốn mua số lượng bao nhiêu, giá cả đều nằm ở phòng kinh doanh đó. Nếu như họ muốn đặt hàng theo yêu cầu thì anh cũng nhận. Dạ tôi biết rồi. Anh có nhìn thấy xe của họ không? Họ đi bao nhiêu người? Dạ họ đi xe hạng sang, hai người, một nam một nữ. Được, anh cứ cho họ vào đi. Nhưng mà không có tôi ở đó, anh chỉ tiếp khách ở phân xưởng sản xuất thôi. Đừng có đưa lên văn phòng làm việc của tôi đó. Dạ tôi hiểu rồi ạ. Có chuyện gì hả đại ca? Cơm đã mò tới nhà máy mình. Có sao không đại ca? Sợ cái con mẹ gì. Cứ để cho thằng quản đốc ngáo ngơ đó tiếp, nó sẽ chẳng moi được gì từ thằng đó đâu. Mọi thứ đã được báo trước nên đã đấu phó rất tốt. Nhưng không hiểu sao em vẫn thấy lo. Mày lo cái gì? Mọi chuyện ta đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Khu vực văn phòng của tao, ngoài người của công ty mình thì không được ai bén mảng tới. Còn toàn bộ xưởng mặc kệ nó đi. Nhưng khu hầm phải tuyệt đối bí mật. Dạ em biết rồi. Dạ chào anh chị. Dạ em chào anh. Dạ tôi tên Luân, quản đốc của nhà máy này. Dạ chào anh. Em tên là Việt, còn đây là Hòa, thư ký của em. Công ty của em á là chuyên về các loại trà, phân khúc nằm ở dưới miền Tây á. Hôm nay em muốn lên đây để gặp giám đốc, để bàn một chút công chuyện làm ăn. Không biết là giám đốc có ở đây không à? Giám đốc hôm nay bận việc không đến được, tôi vẫn có thể trực tiếp làm việc với anh chị. Vậy thì hay quá. Thôi trước tiên cho tụi em coi hàng ở đây đi, sau đó em cũng muốn tham quan để coi dây chuyền sản xuất ở bên mình. Dạ được. Xin mời anh chị. Dạ. Đây là thành phẩm của nhà máy, hàng bao gồm loại 1, loại 2 và loại đại trà. Được. Còn bên kia là khu vực chúng tôi đặt dây chuyền đóng gói sản phẩm. Hàng đóng gói xong sẽ được đưa ra thị trường. Đây là thành phẩm của nhà máy, bao gồm trà loại 1, loại 2 và loại đại trà. Bây giờ mà em muốn mua số lượng lớn, không biết giá cả có được giảm hay không? Đương nhiên rồi, nếu anh mua số lượng lớn, giám đốc sẽ giảm giá cho anh. Vậy là cậu được thương lượng? Chắc chắn rồi, tôi sẽ đưa cho anh xem bản báo giá các loại trà. Dạ, anh cho em xem bản báo giá. Anh đợi chút. Đây là bản báo giá, mời anh xem qua. Em sao vậy? Em không biết nữa, tự nhiên cái em đau bụng quá. Có cần đi toilet không? Ừ. Chị đi ra hướng này, quẹo trái sẽ tới. Dạ, em đi chút nha. Chưa uống á, mà nghe mùi thơm quá. Trà loại 1, trà Duy Kha, ngon nhất vùng này đó. Em cũng có vài đại lý cũng từng lấy trà ở đây rồi. Vậy hả? Họ nói em mới biết, trà ở đây vừa ngon mà giá lại mềm. Lau cho sạch nha mày. Dạ dạ em biết rồi. Đại ca, tại sao đại ca biết đó là người của cớm? Đơn giản thôi, hồi nào đến giờ hàng của mình đâu có bán ra thị trường. Dạ. Chỉ toàn là đóng hàng trá hình rồi gửi đi, không bao giờ có giao dịch khách hàng. Cớ gì hôm nay lại có người tới hỏi mua? Mà ủa, sao em thấy đại ca có quá đơn báo cáo thuế vậy? Mày ngu quá.
Mấy cái hoa đơn không nó bán trên thị trường thì thiếu cha ai gì. Cửa hầm mày khóa chưa? Có dặn tụi nó là không được lên trên không? Dạ, em khóa nắp trên rồi. Em dặn tụi nó là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đúng. Đố đứa nào dám cãi lời. Phải làm gắt gao như vậy á. Tụi nó toàn là một lũ đầu bò, nói một đàn làm một nẻo là ăn cám cả lũ. Khi nào á ở dưới có việc thì mới cho thằng Mảnh gọi điện cho em. Hai thằng khốn đó làm việc sao rồi? Bị ăn đòn nhiều quá, bây giờ nó nghe lời răm rắp. Riêng thằng Hiếu thì không còn chống đối như ngày xưa nữa. Cứ từ từ, tao sẽ đùa với tụi nó cho tới khi tụi nó tắt thở. Ngày mai tao sẽ tới thăm hai người anh em này. Sao giờ này công ty mình không xuất hàng? Em thấy hàng chất đóng đầy kho luôn, sắp hết chỗ chứa rồi. Mày quan tâm làm gì? Buôn bán đó là chuyện của họ. Mày nhận lương hàng tháng đủ là được rồi. Em thắc mắc thôi, lúc trước hàng xuất đi liên tục, giờ chất đóng ở đây sắp hết chỗ chứa luôn rồi. Đó không phải là chuyện của mày. Chỉ cần vài đêm xuất hàng đi là sạch kho chứ gì. Mày lo làm cái gì? Đi. Đi. Anh tên Hiếu, em tên gì? Em tên Tị. Em nghiện nặng lắm rồi phải không? Em chơi được 3 năm rồi. Cũng vì chuyện này mà em lọt vô đây. Em phải cai nghiện, nếu không em sẽ chết. Ở đây trước sau gì cũng chết, nhưng mà thà chết còn hơn sống khổ cho chó. Em có gia đình không? Có cha mẹ không? Em không muốn trở về gặp họ sao? Em không có cha ngay từ lúc nhỏ. Mẹ em là người phụ nữ khuyết tật. Mẹ em bán vé số nuôi em lớn lên. Em phải nghĩ tới mẹ em, phải giữ lại cái mạng sống này để trở về gặp mẹ em. Đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy mặt trời. Nói chị đến gặp mẹ chắc là điều không thể. Dư Kiện hả mày? Dư Kiện hả? Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng làm việc. Tôi xin lỗi. Bà mẹ mày. Mày có tin tao bỏ đói tụi mày không? Hả? Em thấy giá ở đây á cũng khá tốt so với thị trường, nhưng mà em muốn giảm một chút nữa. Tại vì em cũng phải chiết khấu hoa hồng cho đại lý của mình mà. Nếu anh mua tiền tươi không gói đầu, chắc chắn giám đốc sẽ giảm giá cho anh. Cái này là anh yên tâm, em trả tiền mặt, không gói đầu không mua thiếu.
Vậy anh muốn chọn loại nào? Anh mua với số lượng bao nhiêu? Để tôi biết, tôi còn báo lại giám đốc. Em sẽ đặt hai loại. Loại một á, em sẽ bán ở Sài Gòn. Còn loại thường á, sẽ phân phối ở các đại lý miền Tây. Được. Thư ký của em không được khỏe. Cô ấy kêu em ra dìu cô ấy vô. Cô ấy có sao không? Để tôi kêu người tới giúp. Dạ không sao đâu anh. Cô ấy vừa nhắn tin cho em, nói là đau bụng quá đi không được. Vậy anh đi lối này, để tôi xem có thuốc đau bụng không. Dạ xin phép anh. Bên đó. Alo. Đồng chí đang ở đâu? Tôi đang đi ra khung toilet. Anh đi thẳng, sau đó quẹo trái là thấy tôi đang ở đây liền. Người quản đốc không có nghi ngờ gì. Tôi đang kiểm tra nhà kho thì bị hai công nhân khóa cửa lại nhốt tôi trong này luôn. Tôi vừa ra tôi. Tôi đã nói với anh ta cô bị đau bụng. Biết rồi. Mình đi thôi. Dạ cảm ơn anh. Thuốc đau bụng nè, cô uống đi. Dạ cảm ơn anh. Làm phiền anh quá. Không có chi. Em ăn cái gì mà đau bụng dữ vậy? Hồi sáng em ăn bún riêu với nhỏ bạn của em á. Không sao đâu, thuốc này tốt lắm, uống vô tí là hết liền. Trước khi em đặt hàng á, em muốn đi xem quy trình sản xuất của nhà máy mình được không? Được chứ, mời anh theo tôi. Ê, dạ. Cho em đi với, em cảm thấy đỡ hơn rồi. Ừ, xin mời. Tính ra hôm nay hai má con mình lang thang được mấy quận ở thành phố này hả con? Dạ con nghĩ chắc được 4 quận trung tâm rồi đó má. Nhưng mình cũng đi mấy đường chính chứ đâu có đi mấy đường nhỏ đâu má. Hàng quán ăn uống mua sắm toàn là nằm ở mặt tiền, mình đi vô mấy con đường nhỏ. Chiều Dương nó đâu có đi đến mấy cái chỗ đó đâu con. Đi thì mình vẫn đi, nhưng mà còn thấy không có hy vọng nhiều. Mặc kệ, cô lết bộ hết cả cái thành phố này một năm đi nữa mà vẫn phải đi. Mà tin là chị con vẫn ở cái thành phố này. Nhưng mà nếu như chị Dương và các tỉnh khác sống thì sao hả má? Ít nhiều gì mà vẫn hiểu được con người của Chiêu Dương. Trước đây nó có lối sống xa qua, nên chỉ có Sài Gòn là nơi đáp ứng nhu cầu của Chiêu Dương mà thôi. Có chuyện này con muốn nói với má. Má đừng có la con nha. Có chuyện gì mà con rào trước đón sau vậy? Con cứ nói đi. Chuyện má đi tìm chị Chiêu Dương á, thì con không dám cản. Nhưng con nghĩ là chị ấy vẫn ổn. Giờ con lo nhất là chuyện của anh Hiếu với anh Quý. Thì má cũng lo cho hai đứa nó chứ không lo sao được con. Hay là con tính như vậy nha. Một tuần nữa con với má vẫn tiếp tục đi tìm chị Chiêu Dương. Đồng thời con sẽ nhờ Đào đăng tin tìm trên mạng. Nếu như mà không có tin tức gì thì con muốn về trên Bảo Lâm để tìm anh Hiếu với lại anh Quý. Ừ con tính vậy cũng được. Đào tới rồi. Dạ bác với chị gọi con lên có chuyện gì không ạ? Vậy con ngồi xuống đây đi. Bác có chuyện muốn nói với con. Dạ. Chuyện làng dây nè. Má chị muốn đăng hình lên Facebook để tìm một người. Nhưng mà chị không có chơi cái đó, cho nên không có rành lắm. Con có thể giúp bác đăng hình con gái bác lên, nhờ mọi người đi tìm nó.
coi hiện giờ nó đang ở đâu. Dạ, trước tiên á thì phải lập một cái tài khoản trước, rồi đăng hình mình lên, rồi mọi người mới giúp được mình. À, hay là chị nhờ em đăng luôn giùm chị có được không? Em chơi Facebook lâu rồi, có nhiều bạn bè, như vậy sẽ dễ hơn. À, đúng rồi đó con. Nếu có gì người ta báo tin á thì con gọi điện báo cho bác hay, được không con? Dạ được bác. Vậy bác đưa hình cho con đi. Đây nè con, con lấy hình trong máy của má đưa cho em nó đi. Dạ. Hình này được không má? Đúng rồi, tấm này rõ hơn nè con. Dạ. Đây nè em. Ủa, đây là hình vợ anh Hiếu mà bác. Anh Hiếu là con trai của bác. Như vậy chị này phải là con dâu của bác chứ. Không, nó là con gái ruột của bác. Chuyện của nhà bác dài lắm, con không hiểu được đâu. Dạ, vậy để con đăng hình. Vậy con đăng là mẹ tìm con gái hả bác? Đúng rồi con. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ con xin phép ra ngoài làm việc ạ. Có tin gì á em báo giùm chị nha. Dù là thông tin nhỏ cũng giúp cho gia đình tìm được chị ấy. Em cố gắng theo dõi giúp chị. Dạ. Tôi đâu có rảnh đâu mà làm gì không công cho mấy người. Bà Chiêu Dương mà về đây nắm quyền thì mình còn làm ăn được gì nữa. Dạ alo. Dạ, bây giờ anh chuyển hết tiền công nợ vào tài khoản của em nha. Rồi có gì em tính với công ty sau. Giám đốc mất tích rồi, phải cần 2 chữ ký. Em nhận tiền của anh về em còn phải phát lương cho nhân viên nữa. Dạ. 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 Có gì tối mai á em mời anh đi ăn cơm nha. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ dạ. Trời ơi là trời, tại sao cái số của tôi khổ như vậy hả trời? Giờ còn có một mình, có một thằng con trai duy nhất, nó cũng mất tích nữa. Tôi biết sống sao đây hả trời ơi? Quý ơi là quý, ba hồn chín vía, con ở đâu thì về đây với mẹ. Con còn chưa sinh cho mẹ đứa cháu để mẹ bồng nữa, mà con bỏ đi như vậy, con coi được sao hả quý ơi là quý? Nghe như mà tru vậy đó, thấy phát ớn à. Mình phải tìm cách biến lẹ thôi, ở đây cũng chẳng được gì. Thằng con thì mất tích, bà già thì rên rỉ suốt ngày. Cứ bình thường đi. Dạ. Đừng có ngó nghiêng ra vẻ cảnh giác cái gì hết. Dạ. Chắc chắn là có người theo dõi xung quanh đây, đừng nên chủ quan. Dạ. Cái chết vì thiếu hiểu biết là cái chết ngu nhất trên đời. Em biết. Dạ, chào giám đốc. Sao rồi? Mấy bữa nay tôi bận công việc không tới công ty được. Mọi việc ổn chưa? Dạ, việc sản xuất vẫn tốt. Chỉ có đơn đặt hàng cho khách là tôi chưa giải quyết, để chờ giám đốc về giải quyết. Hai khách hàng hôm trước anh báo chứ gì? Đơn đặt hàng tôi có để trong này. À, họ nói là họ đặt trước hai loại, loại 1 và loại đại trà, với số lượng nhỏ để bán thử nghiệm. Sau đó họ sẽ đặt số lượng lớn. Được rồi, tôi sẽ giải quyết đơn này. Nếu giám đốc đồng ý thì gọi điện cho họ, họ sẽ chuyển tiền đặt cọc. Được rồi, anh đi làm việc đi. Dạ.
Đại ca. Nè, đây là hợp đồng của khách, mày bấm lại gọi thử xem. Dạ. Đại ca, không gọi được. Tao biết trước vụ này rồi, là tụi cớm giả dạng thôi. Đừng cho thằng quản đốc biết, mất công nó hoang mang. Dạ. Quý ơi, sao con bỏ mẹ đi vậy Quý? Hàng thành phẩm mình làm ra khá nhiều rồi, em chắc hết chỗ các phòng kế bên luôn. Giờ đại ca cho bớt lên trên để giải phóng mặt bằng đại ca. Để tao tính. Bây giờ mà đưa lên trên chưa vận chuyển kịp, lỡ tụi cớm vô kiểm tra chết cả lũ. Dạ đại ca. Mày tận dụng hết diện tích nền dưới này đi. Nếu không đủ, đuổi hết tụi mọ kia ra ngoài ngủ, lấy diện tích đó làm kho luôn. Dạ dạ. Loại này đóng gói 5 kg, đừng chia nhỏ để dễ cất giữ. Khi nào đi thì mới phân nhỏ ra. Dạ. Nè, tất cả các dữ liệu dùng để sản xuất các loại hàng hóa, cậu phải bảo mật cho cẩn thận. Dạ em biết rồi đại ca. Tất cả các công thức bào chế em lưu trong ổ cứng rồi. Phần mềm đó nó chỉ tải về ngày nhập hàng và xuất hàng đi giao. Tốt nghiệp đại học, có cái bằng rồi, việc làm lãnh lương cũng tầm khoảng 10 con số. Cứ cố gắng làm việc ở đây một thời gian, sẽ trở thành đại gia. Dạ em hiểu rồi đại ca. Cố lên nha. Mày
Để mày, làm đi. Dạ đây ca. Dạ. Đừng để bị rớt. Tôi đã giết em. Tỷ. Có bao nhiêu là không xong. Có bao nhiêu là không xong. Kìa nè. Tao đánh cho mày chết. Kìa. Dạ đại ca. Mày lúc nào cũng muốn được làm anh hùng hả? Chúng tôi đã lâm vào đường cùng rồi. Điều kiện sống ở đây quá tệ. Nếu ông còn muốn giữ lại những mạng sống yếu ớt này để làm việc cho ông, thì xin ông đừng đánh đập chúng tôi nữa. Mày tính vậy tao nên làm gì và không nên làm gì hả? Không không, tôi không có ý đó. Tôi không có. Được. Nếu mày muốn làm anh hùng, tao sẽ cho mày toại nguyện. Lôi nó ra ngoài, treo nó lên cho tao. Dạ, dạ. Đi mày. Chết đi. Đi ra. Đi. Đại ca. Còn xử nó từ từ nữa chứ. Hôm nay bỏ đói nói cho tao. Một giọt nước không cho nó uống nha. Nè, ăn thêm thức ăn đi. Ăn nhiều vô cho mau lại sức. Chắc em phải dưỡng thương 3-4 ngày nữa mới di chuyển được. Bé cưng cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Còn mọi chuyện tụi này lo hết rồi. Đừng gọi tôi là bé nữa. Làm gì hét lên vậy? Không chứ gọi là bé thì không gọi nữa. Hả? Người của tôi đã băng rừng qua Lào, đến Campuchia mua thuốc rồi. Sẽ nhanh về thôi. Chích kháng sinh sẽ mau lành vết thương. Ừ, cảm ơn ông. Nhóm của ông, những người bị thương nặng, ông nhớ là phải cho họ dùng đầy đủ các loại thuốc, tránh để hoại tử phần mềm. Tôi biết mà. Ở đây tự cứu mình là chính. Có những ca nặng hơn tôi còn có thể chữa được. À, nghe nói là ngày mai quân của mình sẽ đến phải không? Ừ, có hai nhóm. Một nhóm từ Việt Nam, một nhóm từ Campuchia sang. Tôi với ông sẽ đi đón nhóm từ Việt Nam qua. Anh định về Việt Nam sao? Chờ cho Mỹ Kỳ ổn chúng tôi mới xuất phát được. Khả năng có nhiều đụng độ với băng nhóm khác trên đường về. Nếu một người bị thương sẽ làm chậm tốc độ di chuyển. Tôi nghĩ cứ chờ Mỹ Kỳ hoàn toàn bình phục rồi hãy trở về. Đó là thượng sách. Mọi người cứ ăn tự nhiên đi. Tôi đâu mà để phân công công việc cho tụi đàn em. Coi như là đã ghi bình xong. Mong là ông ta sẽ tin. Vậy khi nào cậu và ông ta đi thì chúng tôi sẽ xuất phát ngay lập tức.
Đúng vậy, bằng mọi giá chúng ta phải giữ an toàn gói hàng này. Anh định đưa gói hàng này cho ai? Anh nghe nói Chiêu Dương Dữ sẽ an toàn hơn. Điều quan trọng bây giờ em phải giữ tính mạng để quay trở về. Nhìn ánh mắt của hắn ta, em rất là lo cho anh. Yên tâm đi, anh sẽ cố cách mà. Anh Tứ à, anh Tứ, anh Tứ à, anh Tứ, anh Tứ à, là em kêu. Nhức đầu quá. Anh làm ơn, tôi mệt mỏi quá rồi. Anh ngồi dậy giúp em đi, em không đi một mình được, chứ đi một mình được là em đi rồi. Ngặt nổ cái chân em với chân anh bị xích chung một sợi dây xích. Giúp em đi anh Tứ. Để em đỡ. Em lo cho thằng Hiếu bạn em lắm, em không biết nó sống chết làm sao. Anh giúp rồi thì giúp cho trót đi. Nhưng mà còn mấy thằng lính gác nữa, không biết có qua được không đó nha. Thì bây giờ mình phải thử thôi. Thử đi anh. Không được thì chịu, chứ biết làm sao giờ. Đi. Ê, cẩn thận. Là tao nè. Mày có sao không? Tao chưa chết hả? Cái thằng quỷ. Tao xin lỗi nha, tao lo cho mày như vậy, mày còn giỡn nữa hả? Tao khát nước quá. Nước đây. Khát nước muốn chết luôn. Nè. Nhanh lên đi. Tụi nó mà phát hiện được đó, tôi với cậu uống miếng nước số phận với nó luôn đó. Anh canh giùm tôi chút xíu đi. Hiếu, trả uống miếng nữa. Miếng nữa đi Hiếu. Nhanh lên đi. Em đội ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em với thằng Quý. Tôi sợ lắm, nhưng mà tôi thấy tình cảm của hai người cảm động như vậy, tôi không giúp không được. Nhưng hai mà người... nhanh đi. Hai người về phòng đi, để tụi nó phát hiện được là chết. Tao biết rồi, mà mày không sao chứ? Tao không sao, yên tâm, đi. Biết rồi, mày bảo trọng nha. Đi. Tao biết rồi. Đi nha.
bà đã tóm được một đứa, chính là đứa đã hại con. Giờ thì nó đang sống dở chết dở trong tay của bà. Còn con kia, trước sau gì bà cũng sẽ tóm được nó. Bà sẽ tiễn một đôi đó xuống cho con. Cuộc sống này thật vô nghĩa khi không có con. Anh ơi, làm ơn cho tôi xin miếng nước. Anh ơi. Anh ơi. Thằng nào mà ồn quá vậy? Cái gì vậy? Thằng chó kìa. Tôi khát nước quá, tôi sắp chết rồi. Anh làm ơn cho tôi xin miếng nước. Dẹp mẹ mày đi, tối rồi, không có nước non gì ở đây hết. Ê mày, lương tâm mày chó ăn rồi hả? Xin miếng nước mà không cho là sao? Chó chết. Mày nói cái gì hả mày? Hả mày? Mày mà dám nói với tao kiểu giọng như vậy nữa, tao cắt lưỡi mày nghe chưa? Khôn hồn á thì im cái miệng mày lại nghe chưa? Ở chỗ này á, không cho cái loại người như mày lên tiếng, nghe chưa? Mày Tứ à, em không biết em vừa giúp nó hay là hại nó nữa. Lần sau á, đừng có lôi tôi vô mấy chuyện này nữa nha. Tôi đau tim muốn chết luôn vậy đó. Có chuyện gì mà kêu tôi nghỉ bán vậy? Thì lâu lâu nghỉ bán một ngày, đi chơi với anh không được sao? Không, ông biết nghỉ ngày là mất biết bao nhiêu tiền lời của tôi không? Ngày nhiêu nói đi, anh đưa cho. Ê, ông mới chôm của ai mà nhiều tiền quá vậy? Mệt em quá à. Sao suốt ngày cứ nghĩ xấu anh không à? Anh bỏ nghề hai ngón lâu rồi. Chứ tiền đâu mà ông nhiều vậy? Thì tiền anh đi làm, người ta trả lương cho anh đàng hoàng. Nghi lắm nha, ai mà mướn ông? Bây giờ có lấy tiền không? Nói. Ngu sao ông lấy? Vậy một ngày lợi nhiêu nói anh đưa. 1 triệu. Xạo ke. Bán cá gì ngày lợi 1 triệu. Ngày lợi 1 triệu. 1 tháng em kiếm được 30 triệu. Quá hô. Vậy là em thành đại gia lâu rồi. Tại vì em bán cá từ năm em 11 tuổi mà đúng không? Nói lộn,
cả vốn lẫn lời luôn là 1 triệu. Trời đất, ta hỏi tiền lời thôi tối tiền vốn. Bây giờ ngài lợi nhiêu nói anh đưa. 500. Cái gì 500? Bán cá mà một lời một hả? Thôi đừng có xạo đi cô, nằm mơ hả? Nè, lấy 200 thôi. Thôi 300 đi. 300. 250 dứt điểm. Chưa thấy ai ham tiền mà như em vậy đó. Ờ tôi vậy đó, ham tiền chứ đâu ham trai. Phải không? Chứ không phải mê người ta như điếu đổ vậy. Ai mà thèm mê ông. Người gì đâu mà vừa quê vừa xấu, vừa ngu. Dám nói anh vậy hả? Trả tiền đây. Điện thoại anh kìa. Sao không nghe máy đi? Nghe máy đi. Alo. Việc tôi giao cho cậu tới đâu rồi? Dạ, tôi cũng đã tìm được người rồi. Ông cho tôi thêm vài ngày nữa đi. Cậu đừng để tôi phải chờ lâu quá. Ok, tôi biết rồi. Bây giờ tôi lo công việc nha. Chỉ có như vậy anh mới có được em. Tay của bà bị gãy, thời gian phục hồi sẽ khá lâu. Bà nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi theo chỉ định. Đúng là quả báo mà. Bà nói gì vậy? Nếu tôi biết trước có ngày hôm nay, tôi đã không sống khắt khe với con cái tôi. Tất cả là do tôi tạo nghiệp. Rồi con cái của bà đâu? Sao bà lại nằm ở đây có một mình vậy? Tụi nó đi rồi, đi hết rồi, bỏ tôi lại một mình. À này cô, cái cô mà cùng vào cấp cứu với tôi đó cô, bây giờ cô đó làm sao rồi cô? Cô ấy bị nặng lắm, sốt huyết não, đang nằm ở phòng cấp cứu á. Ờ. Mà cô ta là người nhà của bà hả? Không, chỉ là người quen thôi. Tôi nghe bác sĩ nói cô ấy có thể sống đời sống thực vật, khó tỉnh lại lắm. Sống thực vật là sao cô? Là nằm im một chỗ, thở bằng máy, ăn bằng máy, giống như cỏ cây vậy đó. Thôi bà nghỉ ngơi đi. Không biết là tôi hại cô hay cô cũng đang chịu quả báo như tôi. Khổ cái thân già của tôi, mất hết tất cả, mất hết rồi. Khi di chuyển, hai đứa bay nên nhớ đi sát bên thằng Thịnh, nhưng phải tỏ vẻ bình thường, đừng có để cho nó nghi ngờ. Vậy khi nào mình thịt nó đại ca? Chờ hiệu lệnh của tao. Nên nhớ, nó đang cầm 200 tỷ ở trong người. Nếu không xong, ông Trùm có truy sát mình không? Mẹ, mày sợ thì mày rút đi. 200 tỷ đủ cho 3 thằng cao chạy xa bay ở bất kỳ nơi đâu mình muốn. Mạng của mình thì chỉ có một. Đã bán mạng ở đây rồi thì cái chết cũng nằm trong tầm tay. Nếu may mắn chơi lớn vụ này
có đổi đời, chết cũng mãn nguyện. Hai đứa mày đã giàu sinh ra tử với tao đã gần 10 năm rồi, tao mới cho biết kế hoạch này. Tụi mình đã từng thề, có phước thì cùng hưởng, có họa thì cùng chia. Nhớ chưa? Dạ đại ca. Như tôi phán đoán, gã đang bày mưu tính kế để cướp kim cương. Số hàng đang ở đâu? An toàn chứ? Cậu cứ yên tâm, hàng đang ở một chỗ rất an toàn. Chúc may mắn. Bảo trọng. Ừ. Mỹ Kỳ, hẹn gặp em ở Sài Gòn. Anh cũng vậy, nhớ giữ mạng cẩn thận, để về em còn hành nữa. Cứ vậy mà làm, chờ tín hiệu của tao đã. Dạ đại ca. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Rồi, đang chờ anh đó. Đi tụi bay. À, khoan đã. Mọi người cứ ở yên đó. Anh đi ra đây với tôi, có chút việc cần bàn. Ok, hai thằng bay chờ tao một chút. Dạ. Chừng nào mới có lương chứ? Sao chị hẹn hoài vậy? Đúng rồi đó. Sao chị hẹn hoài vậy? Hẹn hoài. Mọi người bình tĩnh lại đi. Khi nào lấy được tiền tôi sẽ phát cho tất cả mọi người. Tôi phải trả tiền nhà, tiền ăn, tiền học cho con nữa. Rồi, chờ là chờ đến bao giờ hết nữa? Dạ bác. Có chuyện gì ồn ào vậy con? Dạ, công ty phát lương trễ cho nhân viên, bây giờ họ lên tiếng đó bác. Sao con chịu phát lương cho người ta vậy? Tiền chưa có thu về được, lấy đâu mà phát cho người ta? Bây giờ tài khoản của công ty cạn kiệt rồi. Vậy mình có cách nào giải quyết lương cho anh chị em không? Đúng rồi đó. Giải quyết đi Tiếng chứ. Tiếng hoài. Mấy người cũng vừa vừa phải phải thôi. Bây giờ công ty đang gặp chuyện lớn, giám đốc và phó giám đốc đều mất tích. Bây giờ tiền về chưa kịp thì chúng ta cùng nhau chịu đựng. Khi nào có tiền á, tôi sẽ phát cho tất cả mọi người. Mọi người làm gì dữ vậy? Anh chị em hãy cố gắng cho công ty một thời gian. Tôi biết từ trước giờ con trai tôi chưa bao giờ để chậm trễ lương của anh chị hết. Lần này công ty gặp phải sự cố, mong mọi người thông cảm. Chờ thì chờ, nhưng mà cũng phải có thời hạn chứ. Ngày nào gặp kế toán cũng hẹn với họ. Tôi còn hứa trả nợ cho người ta, người ta chửi tôi thất hứa. Đúng rồi. Lâu lắm rồi đó. Hẹn không à. Mấy anh chị ơi, mấy anh chị bình tĩnh lại, về làm việc đi. Tôi hứa là cuối tuần này mấy anh chị sẽ có lương mà. Đó, mọi người nghe chưa? Đúng rồi đó. Vợ của phó giám đốc đã lên tiếng rồi. Tất cả mọi người hãy quay về làm việc đi. Thôi về làm việc đi. Được rồi. Nếu có lời hứa của chị thì tôi tin. Thôi bây giờ làm việc đi. Nè, sao con dám hứa vậy? Rồi lấy đâu ra tiền trả cho nhân viên? Vô phòng đi, rồi con nói chuyện với má. Anh gọi tôi ra đây có việc gì? Là việc này. Anh cũng nghĩ là không tiện khi mang nó bên mình đi một đoạn đường dài phải không? Tôi sẽ chôn gói hàng ở quanh đây. Việc này chỉ có tôi với anh biết thôi. Sao anh lại tin tôi? Nếu như tôi có xảy ra chuyện gì thì anh thay tôi mang gói kim cương này giao tận tay ông chủ, được chứ? Chắc chắn là được. Tôi biết, tôi đặt niềm tin đúng người, giống như ông chủ luôn coi trọng anh. Tôi sẽ không làm cho anh thất vọng. Cây này cao nhất ở đây, tôi sẽ làm dấu và chôn dưới gốc cây này. Thank you.
anh phải nhớ thật kỹ chỗ này. Nếu như tôi còn sống, chính tay tôi đào gói hàng này lên đem về cho ông chủ. Còn nếu như tôi xảy ra chuyện gì, anh sẽ là người thay thế tôi làm việc này. Thôi vô trong đi, để anh em đợi. Được rồi. Cố gắng lên Tì, đừng để tụi nó đánh. Gắng lên. Em mệt quá, em chết mất. Đừng nghĩ đến cái chết. Ai thằng kia, làm gì trong đó mà lâu vậy? Nè, ăn đòn chưa no hả? Mày có tin tao kéo mày lên không? Mày coi chừng cái chân của mày đó. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng làm việc. Đại ca ra lệnh, riêng mày phải ăn đòn trước khi ăn cơm. Đi mày, đi. Nhanh lên, nhanh lên. Để chị bàn với má một chút rồi chị gặp em sau nha. Chị cứ bàn với bác đi, có gì gọi em sẽ có mặt liền. Dạ, cảm ơn em. Con nè, con tính sao vậy Trúc Trà? Tiền đâu con trả lương cho người ta mà con hẹn người ta vậy? Má, anh Quý có đưa cho con giữ một cái sổ tiết kiệm, trong đó có 1 tỷ. Con muốn bàn với má rút ra một ít tiền để trả lương cho nhân viên. Liệu làm vậy có được không con? Chứ bây giờ không làm vậy thì còn cách nào khác nữa hả má? Con cũng không biết bao giờ mình mới lấy lại được của khách hàng nữa. Nếu để cho nhân viên họ thiếu lương, họ không chịu làm việc cho công ty nữa thì sao? Thiệt sự là má cũng rối lắm, má không biết làm sao nữa. Nào giờ má con mình có tham gia vào công việc của anh em nó đâu mà biết. Ít ra lúc này mình cũng phải có trách nhiệm với nhân viên. Họ còn phải lo cơm áo gạo tiền, con cái nữa. Con không đành lòng để họ chờ lương lâu như vậy. Thôi được rồi, ngày mai mình họp với bên kế toán và phòng kinh doanh xem tiền lương của nhân viên ở đây tổng là bao nhiêu. Đơn hàng mà mình chưa thu về là bao nhiêu. Sau đó mình cân đối rồi con hẳn rút tiền. Dạ, cứ quyết định vậy nha má. Chuyện tiền bạc trong công ty mình sẽ tìm cách tính sau. Còn lương của công nhân ít nhiều gì mình cũng phải trả cho họ mà. Hết giờ ăn rồi, đứa chạy làm gì cho tao? Đứa chạy, nhanh lên. Còn hai này, quá khinh ăn. Hai thằng bay, theo tao ra kia khiên đồ. Mày lo làm đi. Còn mấy mày lo làm đi. Mày, còn ăn hả? Làm việc đi. Chê cho anh. Dạ. Hai đứa tản ra, rút đi từng đứa một. Chờ chị ở con suối kia. Mình rút hả chị? Im. Rút lui trong im lặng, đừng để tụi kia nó biết. Biết chưa?
chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Chuẩn bị những gì cần thiết để mang theo lúc này, không cần phải mang quá nhiều. Tôi lấy này được rồi. Tỷ, ừ, đi thôi. Dạ, em đã chuẩn bị bản lương và báo cáo tháng này cho chị tham khảo. Trúc Trà, không có nhiều thời gian, con xem số tổng đi rồi mình bàn, sau đó con xem kỹ chi tiết hơn. Ừ, dạ. Dạ, đây là bản lương của nhân viên trực thuộc ở công ty mình, còn bản lương ở trên nhà máy thì mới nhiều quá cô. Tổng lương là 436 triệu. Dạ đúng rồi chị. Con phụ trách bên phòng kinh doanh, con có nắm được những cái hợp đồng của khách mua hàng không? Dạ có chứ, đây là những hợp đồng của khách hàng mà bên con phụ trách. Tổng giá trị thành tiền có nằm ở trong này không? Dạ có, tất cả đều có chữ ký của giám đốc và đối tác mua hàng. Nhưng mà bây giờ làm sao mình biết được là người ta đã trả tiền cho công ty hay chưa? Dạ, cái này chị cứ hỏi ở bên kế toán. Tài bản công nợ luôn thể hiện rất rõ điều này. Hợp đồng nào mà khách đã thanh toán rồi, hay là còn thiếu, hay là còn gói đầu gì đó thì đều có thể hiện rất rõ. Ừ. Cái này thì chị yên tâm, em sẽ báo cáo cho chị sau. Có khách hàng nào đã đến lúc thanh toán cho công ty mình chưa? Rồi mình thu hồi nợ bằng cách nào? Chị ơi, tại chị không biết á. Ngày nào em cũng gọi á, mà họ cứ hẹn. Hình như là họ biết shop mình mất tích, cho nên có ý quỵt tiền. Trời, cái gì mà kinh khủng vậy? Dạ, bây giờ người tốt như tụi con ít lắm bác ơi, mà kẻ xấu, kẻ thừa cơ hội thì đầy ra. Không thể nào như vậy được. Những giám đốc mà tôi tiếp xúc á, toàn là người có ăn có học, họ rất là đàng hoàng. Thôi đi ông ơi, tại ông không biết á, chứ đâu phải thắt cà vạt hay là mang laptop á là người không lừa đảo đâu. Chuyện này mình sẽ bàn sau. Trước mắt tôi sẽ đi rút tiền của mình để chi trả cho nhân viên. Nhưng mà sau đó tôi chỉ giữ lại những người chủ chốt thôi. Tôi sợ là đến tháng sau mình không có khoản nào để trả lương cho họ nữa. Em thấy mấy người ở đây làm quá. Có những công ty nợ lương nhân viên 2-3 tháng mà họ có nói gì đâu. Công ty mình nợ có hơn 1 tháng mà cứ réo lên réo xuống rồi. Anh em hoang mang cũng đúng thôi. Em còn nghe ngóng được một số người chuẩn bị nhảy việc nữa kìa. Vậy nhân dịp này á, mình sẽ thanh lý một số nhân viên đi, gom gọn những người chủ chốt thôi. Thật sự là bác không biết công ty này sẽ trụ được bao lâu nữa. Nhưng bác chỉ cầu mong sao cho Hiếu và Quý xuất hiện kịp thời để giải quyết được mọi vấn đề. Gói hàng còn nguyên chứ? Ông không hỏi câu nào cho có chút tình người sao? Tính mạng của tụi tôi không quan trọng bằng những viên kim cương này hả? Tôi chỉ quan tâm đến những gì ông chủ dặn. Vậy thì ông yên tâm đi, tôi chưa chết thì hàng vẫn còn. Thôi, tôi mệt lắm rồi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Khi nào tới thì ông kêu tôi xuống. Mạng hai đứa mày cũng khá cao đó. Tao kiếm cớ đẩy đi vùng nguy hiểm mà vẫn thoát được. Chào mừng hai chiến binh xuất sắc đã trở về nhà. Em đến đây chỉ muốn giao hàng cho anh rồi em về nhà. Em mệt lắm rồi. Anh mới vừa nói với bà Tần chuẩn bị một bữa ăn rất ngon cho em rồi.
ở lại ăn đi rồi về nha. Không, em muốn về nhà tắm rồi ngủ một cái cho đã. Ăn uống không quan trọng nữa đâu. Còn em thì sao? Thì anh nhìn em đi. Nhìn em có giống một người phụ nữ nữa không? Hay chỉ là một con tinh tinh thôi? Em muốn đi về. Thôi được rồi, hai con phượng hoàng của anh. Đi về đi rồi ta gặp nhau sau. Hàng đây. Còn Nguyên, không sức mẻ miếng nào. Em cũng về nha. Mày gặp tao có chuyện gì? Bán thông tin. Cái thằng biến thái đó, nó sai mày làm cái gì tiếp theo? Bây giờ bà phải chi tiền cho tôi mới bán thông tin cho bà được chứ. Tao cho mày bao nhiêu tiền, đó là quyền của tao, mày không được ra giá. Cái giá của mày là ba mạng sống nằm trong tay tao. Tao không có dọa suông đâu. Thôi được rồi, Lâm Phong á muốn tôi để cái sẹo lên mặt của bà. Cái gì? Nói dám. Thật điên, thật biến thái này. Anh ta nói chỉ có như vậy thì cô mới thuộc về anh ta. Bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây? Kéo dài thời gian hay là bịa ra chuyện gì cũng được, tùy mày. Nhưng mà anh ta cứ gọi điện thoại thối thúc tôi từng ngày vậy đó. Nó cho mày bao nhiêu tiền? 200 triệu. 200 triệu mà muốn mua thẻ trên mặt tao hả? Alo, anh hả? Giờ này anh có rảnh không? Em gặp anh chút được không? Vậy lát nữa gặp lại anh sau nha. Bye bye anh. Tiền của mày, việc của mày là phải báo cáo tất cả những chi tiết nhỏ nhất về thằng khốn đó cho tao biết. Nhưng mà có mấy lúc tôi gọi cho bà không được. Tao cũng có công việc của tao, đâu lúc nào cũng ôm điện thoại. Người gì mà hung dữ như cọp cái vậy á. Em nghe đây anh. Anh về Sài Gòn rồi hả? Chưa, anh mới bằng rừng ra tới lộ. Anh ở địa phận Việt Nam hay là Lào? Anh đang ở Quảng Trị, đang đón xe về Sài Gòn. Anh có ổn không? Anh có bị gì không? Mà tại sao anh thoát được vậy? Chuyện dài lắm, vậy anh kể sau nha. Anh gọi để biết em về tới chưa. Vết thương sao rồi? Còn anh sốt không? Dạ em đỡ rồi, anh đừng có lo cho em. Ok, vậy anh yên tâm rồi. Bye nha.
Ok. Mình không nghĩ là đã về tới nhà. Thôi, mình phải tận hưởng sau những ngày dài mệt mỏi. Tới đón tao gấp. Hơn một tháng rồi anh mới được gặp em. Em có việc phải ra nước ngoài. Em không mở điện thoại, rồi không lên mạng nữa. Anh không có cách nào để liên lạc được với em. Tính ra lâu lâu em mất tích như vậy sẽ gây thương nhớ cho anh. Thú vị chứ hả? Không thú vị chút nào. Anh đang rất là đau khổ. Xem ra tình yêu lại khiến anh đau khổ như vậy. Sao anh không buông đi? Em biết là anh không làm được mà. Vậy là anh luôn muốn có được em bằng mọi giá. Đúng. Anh muốn có em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Thằng khốn ích kỷ. Mày muốn tao trở thành phế nhân ở bên cạnh mày hả? Anh biết anh không thể nào giữ được em bên cạnh anh. Nhưng mà Chiêu Dương à, anh xin em đó. Em có thể cho anh một ân huệ được không? Anh nói đi. Vậy thì một tuần em gặp anh một lần thôi, được không? Em không hứa, nhưng mà em sẽ sắp xếp. Với một điều kiện. Em có điều kiện gì? Em nói đi. Anh đồng ý hết. Hiện giờ em đang nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần romantic vậy? Anh nhớ là anh chuyển cho em 20%. Em muốn anh tăng thêm cổ phần cho em. Em sẽ trả tiền mặt cho anh luôn. Bao nhiêu? Em nói đi. Em muốn đủ cổ phần để giữ cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị của anh.